Nay em có một em đầu CD mini của Bo dành cho anh em nào thích chất âm của đầu CD tiếng hay mà giá rẻ. Đấy. Một em đầu CD nhé, giá rẻ bởi vì rất là đơn giản thôi. Cái thiết kế của em này là thiết kế kiểu mini nhỏ. Anh em nhìn này, bề ngang của em đầu này, đấy, nó chỉ hơn găng tay của em thôi. Đấy, kích thước nhỏ nhưng mà các cái tính năng và chất âm thì nó là một chiếc CD bình thường. Đấy, nó là một chiếc CD bình thường luôn. Và dòng này ấy, thước này ấy, chất âm rất hay. Nhưng vì cái thiết kế này đôi khi nếu mà bày vào những cái bộ này ấy, thì anh em nhìn này, nó không được nhìn, nó không được gọi là bằng bề ngang. Cho nên là giá nó sẽ rẻ. Chiếc đầu này về trong tình trạng là gần như mới nhá, gần như mới luôn. Đó, 10W điện 100V Amsama in Korea. Đó, em này rẻ thôi các bác nhé, rất là rẻ thôi. Đây, bật lên cho anh em. Cái phần này là màu kiểu màu xanh bộ đội nhé, cái mặt này. Còn phần này màu đen này. Đấy, mắt thì cực kỳ gấu, không hề kén đĩa, tiếng sạch sẽ, chi tiết. Thôi em tua vài cho anh em nhìn này, tốc độ loát rất là nhanh. Đấy, loát cực kỳ nhanh luôn, không kén đĩa. Em tua về này, em này có một cái ưu điểm là không kén đĩa, tiếng sạch sẽ. Đĩa gì cũng chơi, trừ đĩa sứ. Đấy anh em nhìn nhé, em ở dưới của nó là riêng một cái cấu hình cực gấu luôn này, một bộ kéo đẩy này của Pioneer và cặp loa Sony Bass 40. Đấy, rất là nhiều anh em đầu tư cái món này thôi, còn CD nhiều khi anh em cũng không cần đầu tư nhiều tiền. Thì anh em nghiên cứu chiếc này, có hơn 1 triệu bạc thôi. Giá để tiêu đề tin cho các bác nhé, là các bác có thể hoàn toàn yên tâm về cái nguồn phát của nó. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Ngỡ mưa trong lòng anh có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm. Tình yêu hôm nào giờ giữ anh thương nào. Đường em đi anh, đường anh cố lẻ bởi không duyên trời. Điện 100V các bác nhé. Đó. Nói chung là tìm một em đầu CD tầm tiền hơn 1 triệu, hàng bãi xịn mà lại còn thương hiệu mạnh như Bo nữa thì chắc chắn không có đâu. Nếu mà em này mà chỉ cần sai bằng như này thôi thì khẳng định luôn các bác nó lại phải 5-7 triệu. Cho nên là anh em nào mà chỉ cần những cái yếu tố về nghe. Đấy, thì nghiên cứu em này. Về nhìn thì có thể là nó hơi bị cọc cạch một chút. Đây, store này nhỏ. Thì biết đâu là những anh em mà cái kệ audio mà nó còn không gian nó ít, không còn đủ bày một chiếc CD, thì nghiên cứu em này thì cũng là một cái lựa chọn tối ưu. Xin chân thành cảm ơn các bác.